Mật Food, chuyên bán đồ ăn đặc sản, đồ ăn vặt. Liên hệ Zalo hoặc gọi số 0879299932, Facebook Linh Lê, Fanpage Thằng Mập Food. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thằng Mập Food của Mập nha. Hôm nay Mập ăn bánh chén bún với lại nem nướng với lại thịt ba gọi ngâm nước mắm này cả nhà. Mời cả nhà thưởng thức với Mập nha. Ở đây là có bánh chén nè, Mập có chuẩn bị bánh chén sẵn nè cả nhà. Bánh chén này là bánh chén Tây Ninh mà siêu mỏng không nhúng nước cả nhà. Cái này mình khỏi cần nhúng nước. Nó có bún nè, có dưa leo nè, rồi rau sống đủ loại nè cả nhà, rau thơm rồi tí tô rồi nè, rồi salad. Rồi cái này là cần nước rồi cả nhà, cần ống á. Rồi nem nướng, cái này nem nướng ở nhà Mập bán nè, 150 một ký. Ai đặt thì lên đơn tầm 15 tây á, nới giãn cách thì Mập giao nha. 150 một ký á. Rồi cái này thì ba gọi Mập ngâm nước mắm được 2 ngày rồi đó, gấp ăn lấy ra ăn trước luôn, cuốn bánh chén luôn. Rồi Mập mời cả nhà thưởng thức với Mập nha. Bây giờ thì Mập sẽ cuốn. Rồi sống bóc luôn đi. Nè, bánh chén này nó mỏng lắm cả nhà. Đó. Mập mời cả nhà với Mập nha. Không biết nãy giờ mời chưa nữa. Đó, bây giờ sẽ lấy một miếng ba gọi. Này ngâm nước mắm nó cũng chưa tới lắm nên miếng thịt nó cũng chưa có trong lắm cả nhà. Đó, một miếng nem nướng. Hai miếng nem nướng. Đó. Rồi. Cuốn lại ở miếng bún nữa chứ. Cái nhà kêu Mập ăn cái gì chấm chấm, hôm nay Mập cuốn cái này Mập chấm nè. Cái này kể như nó cũng còn cứng á cái nhà, nhưng mà mình chấm như nước mắm á, cái nó mềm. Đây Mập mời cái nhà với Mập nha. Cái này nè, nước chấm chua ngọt. Chấm trúng miếng tiêu. Hộp tiêu á, ngâm chung thịt á, nó thơm á, ngon cả nhà. Giống như y chang gỏi cuốn thôi. Ba gọi thì nó hơi mỡ. Bơ về xong á, nhờ mẹ luộc xong cái kiểu như để trước mới quẹt á, tầm 2-3 tiếng đồng hồ cho nó gáo nó khô cả nhà. Xong cái tiêu này nè, mình rang lên. Rồi tỏi mình sắc ra, ớt đồ này kia. Rồi nước mắm. Nước mắm mình làm với lại mình bắt lửa lên nước mắm nè, nửa lít nước mắm với lại 2-3 chén đường gì đó. Nói chung mà ai thích ăn ngọt ngọt á, thì để đường nhiều. Rồi ấy lên cho nó tan đường ra, xong để nguội rồi chế vô ngâm. Ngâm 2 ngày nó ra giống vậy nè cả nhà. Nó ngọt ngọt. Không, nó ngọt ngọt hơi hơi mặn thôi. Chút xíu mặn thôi cả nhà. Không có mặn luôn á. Nó chung thơm lắm. Mình thích ăn này lắm á, nhưng mà lần đầu tiên làm ở nhà, rồi đó giờ ăn ké ăn đau mà. Tiếp tục. Xà lách thì một powder bách quá xanh người ta giao tới nhà. Bún thì hôm qua Mập mua chung với lại cái bún Mập ăn ba gọi chiên giòn hôm qua đó cả nhà. Ba gọi này thì Mập mua hôm bữa đó cũng ấy chung với ba gọi chiên giòn đó, Mập ngâm tới bữa nay.
tuyệt vời cả nhà. Mập nghĩ là tí Mập sẽ cuốn bà gọi nhiều hơn. Ăn vậy không nghe mùi bà gọi. Đây cuốn thử với xà lách ăn coi nó ra làm sao nha. Ngon. Ăn vậy mới nghe mùi bà gọi nè. Cầm này nè cả nhà. Ăn với lại nấu cháo đồ á, ăn với cháo rồi hủ tiếu được cũng ngon lắm á. Nem nướng nè, nem nướng 150 ký cả nhà. Chắc giữa tháng này nới lỏng giãn cách ra Mập giao hàng là được, mà chỉ giao ở Sài Gòn thôi. Ai đặt thì lên lên đơn trước đi, thì tới đó Mập giao được cái Mập sẽ cho ship đi giao. Đó mà cũng có làm một lít nem nướng lần. Ngon lắm. Ai à, cũng khen nem nướng ngon. Hồi trước dịch đó có chị ở ngoài Vũng Tàu á, nó ngoài Đất Đỏ đó nha, chị đó chỉ đặt lần cả chục ký về chỉ chia cho mấy người thân của chị ăn nem nướng này. Lạp xưởng đồ thì không nói rồi, lạp xưởng rồi chị cũng đặt, mà Tết thì chị mới đặt nhiều, còn lâu lâu đặt nem nướng rồi. Bây giờ dịch là không có giao tỉnh được, Sài Gòn còn giao không được. Nói chung á, mà bán Mập nhờ cái nhà thương ủng hộ nên Mập bán được hàng lắm. Ai muốn mua cái gì á thì đặt ở trên Zalo của Mập á. Số Zalo Mập có để ở đầu clip á cả nhà. Mập có đọc ở đầu clip á. Với lại ông thôi nhắn tin qua fanpage nè. Rồi Facebook. Chứ đặt ở bên đây thì không được ấy. Thì không có, cả nhà không có để số điện thoại lại được. Nó bị vô ấy rồi, vi phạm cộng đồng, nó vô trong kia, vô trong cái mục vi phạm cộng đồng á. Sao không có hiện lên? Mập sao không có thấy? Chắc giữa tháng này ở 15 tây thì giữa tháng đó là chắc tới lúc đó nới lỏng bán là được rồi cả nhà. Bán ở Sài Gòn thôi, tỉnh chắc còn lâu quá. Thịt đó, nó ngọt ngọt, nem đó,
Nó thơm lắm. Thơm mùi giống như người ta quết tỏi rồi vô cả nhà. Cuốn này quá bự luôn. Công nhận nó chỉ không có giống như trên mạng thôi, rồi miếng thịt nó không có chăm thôi chứ không cái vị không đúng ngon á, nó thơm mùi nước mắm rồi ha, rồi nó ngọt ngọt, nó thơm thơm một thịt. Đúng ngon. Mập dễ ăn. Nên đôi khi á mấy cái món mà mập khen ngon 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 quá trời luôn. Cái gì có nhiều anh chị la nói là em review mà em cứ nói ngon không à. Em không có nói gì ghét ngoài cái từ ngon á. Con ngự hay điện thoại mập luôn á. Em mốt em đừng có nói từ xuất sắc nữa. Anh không có thích nghe từ đó. Còn có bữa có ông kia mắc cười lắm, tại mập để số điện thoại á, mập bán hàng á cả nhà, nên số điện thoại lúc nào cũng công khai. Cái ổng điện ổng nói em phải mập không, cái nó già phải em mập nè, cái nói chị trời anh thích kênh em lắm nha. À, trời anh quý em lắm. Cái hồi đó nói chuyện hỏi cái biết sao không, mày nha mày mốt á, mày không có nói từ nhất cách nha, mày nói nữa tui đánh chết mẹ. Trời trời ông nói chuyện mày nọ, ông nói chuyện đàng hoàng lắm cả nhà. Xong hỏi cái mày mốt mày nói chuyện mà mày dơ bẩn quá. Ông nói chuyện đàng hoàng xong ông chửi mày vậy á, cái mập đứng hình luôn, rồi thôi mập tắt máy luôn. Tự nhiên cái đang nói chuyện á, đang vui vẻ anh em nói chuyện đàng hoàng, cái ông chửi vậy đó. Là đúng một ông đó góp ý mập cái nói từ nhức nách đó. Nguyên hình cái này mập nhát nói luôn, mập dám nói luôn đó nha. Gì à, mày ăn uống mà mày nói từ nhức nách mày dơ bẩn. Tự nhiên ông giống như ông nhử nhử mình vậy. Nói chung á mập á trời, một khi á mập đó để số điện thoại lên mập âm hai điện thoại mập bán hàng mà mập làm YouTube nữa thì mập cũng đã lường trước được rồi cả nhà. Cũng có nhiều cuộc gọi người ta điện hỏi thăm, nhất là mấy cô mà mấy cô với mấy bà mà lớn lớn tuổi cả nhà, 60 sáu mấy, có khi 70 80 mấy gọi luôn, 80 mấy tuổi gọi mập luôn hỏi thăm sức khỏe rồi người kia. Cũng có nhiều thành phần gọi phiền hà lắm cả nhà, điện lên giống như đầu mùa dịch điện lên cũng nói dịch cho dân chúng đói khổ không có ăn á, mày ăn á, nói chung mày chữ mập nhiều thứ ấy lắm, rồi chữ tục chữ ấy rồi mập cũng tiện nói ra nhưng mà nhiều lắm. Rồi có ông kia không biết ông làm gì một ngày ông gọi mập hay chừng 50-60 cuốc á, với người mập không dám để chế độ mà chuông luôn á. Khủng bố mà mình có mắc cười lắm. Có bữa ông kia ông gọi lên ông đánh ghen nữa chứ, kể cho nghe mắc cười lắm. Giống như là mập hỏi ra thì mới biết ông xin lỗi quá trời luôn, giống như là ông á là cặp với cái chị đó là giống như là hai người chấp nối cả nhà. Cái ổng đi làm, những cái vợ của ổng là cái chị đó đó ở nhà đặt hàng của mập mà gọi đặt hàng mà chút trong lúc dịch đó, rồi đâu mập đâu có bán được đâu,
Rồi cái Mập hẹn lại chị đó, cái ở trong cái nhật ký điện thoại của chị đó có số điện thoại của Mập. Mà cái kiểu như là cái anh này anh ghen quá hay sao á, cái anh mới về anh mới thấy số điện thoại lạ, anh gọi quá trời luôn, anh gọi bắt máy lên. Alo, hỏi số số máy này là số máy của ai? Anh nói dạ anh, ủa anh là ai sao anh gọi em mà anh hỏi số máy này số máy của ai? Xong cái mấy ổng mới nói mày mày làm gì, mày giống như là hỏi mày làm gì, mày ghế của vợ tao phải không? Quá trời luôn, chữ mập tới tấp luôn. Mập nói trời ơi, anh ơi anh hỏi vợ anh có điện em không ấy, thì quá trời số mập đâu có nhớ đâu cả nhà. Cái gọi cái chửi quá trời luôn. Xong cái kiểu như nói thôi để chiều về anh hỏi vợ anh lại đi, coi coi phải số đó là vợ anh gọi em đặt hàng không, tại em bán hàng, em bán trên YouTube, mình bán trên Zalo, Facebook đồ nè. Cái em nói mày số này là mày ấy, mày gọi mày cặp với vợ tao nè. Cái cuối cùng hỏi ra xin lỗi mà quá trời luôn. Cái nói chị ơi, mai mốt chị làm gì làm chứ kiểu này chắc chết em ơi chị. Mà ổng đâu ở dưới đâu An Giang, Đồng Tháp gì á, nói chung ở dưới miệt dưới á cái nhà. Nói em ở Sài Gòn, em ở Sài Gòn dịch này em có đi đâu đâu mà cặp với ai. Rồi. Mà lâu lâu mới có một hai trường hợp vậy đó nha, chứ toàn là người ta điện đặt hàng mập rồi hả, có mấy cô á, mấy cô có mấy chú nữa, thấy kiểu như thấy là trên đây vậy đó, nói chuyện này này kia rồi thấy mến mập á, gọi hỏi thăm sức khỏe rồi nó trời dịch này con gán giữ gìn sức khỏe đừng ra đường rồi, nghe trời nghe ấy lắm cả nhà. Và những người mà làm mà trên 60 độ 60 bảy tầm 60 70 tuổi đó, lớn tuổi vậy á, thích mập lắm. Nói chung thì chấp nhận thôi cả nhà. Ở trên đời này mà đâu phải ai cũng như ai đâu. Mỗi người có một ý nghĩ khác nhau. Người ta nghĩ gì thì ta nói cái đó. Thì mình tiếp nhận hay không là do chuyện của mình. Đôi khi mà bực mà cũng cũng chửi lại nữa. Tôi cái miệng tôi cũng dữ lắm à. Mà mới bực quá mà hỏi ổng, ủa sao mà điện thoại vợ anh mà anh không hỏi vợ anh mà anh hỏi em, cái anh hỏi tôi chứ không nói hỏi em nữa. Em nói tôi đi làm à, mà này không phải vợ tôi, này chấp nói. Ổng nói vậy mà bên em cười quá trời luôn, ổng thiệt tình đó nha, những người miền Tây mặt vậy á. Gặp như người ta nói vợ tôi luôn có gì đâu, ông nói này chấp nói. Cứ này quá bự. Người ta nướng sơ rồi đó nha, mập lấy cái lò người ta nướng sơ rồi về cái mình chiên lại, chiên nhỏ lửa rồi nha, nó dễ khét lắm á, rồi để cho nó ráo dầu ăn thôi,
Ngon. Bởi vậy sẵn đây nè, ai thương em á thì điện thoại đặt hàng thôi, đừng điện thoại khủng bố em đó. Cầm anh đưa vô danh sách chặn. Ok đó nhờ. Sáng là mập ngủ rồi, tới 10 giờ, chiều khi 12 giờ 1 giờ trong mùa dịch này nè. Rồi mập mới thức. Mà thức như vậy ha, cái điện thoại ý điện thoại cù bắp đó nha, 50-60 cuộc gọi nhỡ, khách thì ít mà toàn là có một hai anh đó gọi phiền á, nó anh nên đừng có gọi em nữa, anh gọi xong mình bắt máy lên chứ tắt không nói gì chứ. Nhiều khi gọi vậy cái khách mập gọi tới cái thấy máy bận vậy cái cũng giận mập không thèm gọi nữa. Thôi cuốn này nữa thôi, ăn cái đó kia làm biến cuốn nữa. Ngon đó nha. Nãy giờ chắc mà cuốn được 7-8 cuốn gì được. Cái này à, ăn chơi chơi, ăn với cơm rồi. Nhậu rồi cũng ngon. Dịch này mà nó nhậu nhậu á, mấy anh mà có đang xem mấy chắc thèm á. Một bịch ha, nửa ký, một ký á là tới 20 hai mấy cây, một bịch nửa ký là 10-10 mấy cây đó nha, chắc là khoảng 10-12 cây à. Rồi tiêu này nè là mặt ngâm trong thịt ba gọi nè. Còn miếng bún. Ai bây giờ có đặt hàng em đặt từ từ được đó, tới 15 tay em giao.
16, 17 tây vậy. Không thôi để tới đó đặt cũng được. Tôi đặt vừa quên đó. Rồi, nghỉ. Xong nữa nha. Hôm nay ăn gì cũng hoành chén chứ bộ. Ngon quá cả nhà. Thì đó cả nhà, hôm nay Mập ăn bánh chén cuốn với lại ba gọi ngâm nước mắm với lại nem nướng ở nhà, nem nướng nhà Mập bén nha. Còn ba gọi ngâm nước mắm á, thì ở nhà Mập làm, thì mong là cả nhà sẽ góp ý cho cái clip Mập hoàn thiện hơn vào những cái clip sau cả nhà. Còn nếu mà ai có thấy món này ngon, hấp dẫn nè, trình bày đẹp mắt hay gì đó thì cho Mập một like nha. Còn nếu mà ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Mập nghe cả nhà. Còn bây giờ thì Mập đang xong rồi, Mập kết thúc clip tại đây. Cảm ơn cả nhà đã giờ đến xem hết clip Mập. Hẹn gặp cả nhà vào 6 hoặc 7 giờ tối ngày mai nha. Bye bye.